mưa thì sịt lầy, nắng thì bụi mù mịt. Đáng chú ý là nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Đó là phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng VTV Cần Thơ xoay quanh tình trạng xuống cấp của tuyến tránh Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Do mặc dù là cửa ngõ của thành phố, tuy nhiên nơi đây nhiều lắm những nỗi lo. Mặt đường bong tróc, những ổ voi ổ gà như thế này trở thành cái bẫy. Hầu hết các tài xế phải chạy thật chậm để tránh gặp nguy hiểm. Thế nhưng, chuyện phương tiện hư hỏng vẫn khó tránh khỏi. Xe của bắp gặp đường này nữa là thua. Vừa hổng chạy dắp ổ gà là bung cái đến đâu gãy nguồn xe hết trơn. Gãy nhíp rồi bể bầu, nó dằn xe khách la sùm. Lộn xấu quá, vỏ banh. Chị Phượng buôn bán ở đây đã hơn 5 năm. Nhưng vết nứt trên tủ kiến như thế này luôn khiến chị ám ảnh. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi tính mạng con người vẫn đang bị đe dọa hàng ngày. Tai nạn có thường xuyên, khúc này rồi khúc khu nghiệp đều có nhiều lắm. Nằm lúc có tai nạn rồi bắt đầu cái nghe chở đi bệnh viện cái hơi ngày hai ngày sau cái đó người đã chết rồi. Tuyến tránh Rạch Giá dài hơn 20 km kết nối Kiên Giang với các địa phương trong vùng. Hàng ngày mật độ người và phương tiện lưu thông rất đông, đặc biệt là các xe tải lớn. Mặc dù ngành chức năng có duy tu, giảm giá, tuy nhiên đâu chuyện vào đấy. Trên cả một cái tuyến đường, điều mà chúng tôi thấy là chi chít những cái ổ voi ổ gà. Chỉ sau một cái cơn mưa vừa lướt qua mà thôi thì nó đã chứa đầy nước. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mà đặc biệt là vào ban đêm khi mà tầm nhìn bị hạn chế. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ tổ chức đấu thầu để chọn đơn vị thi công. Dự kiến công tác sửa chữa sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán tới. Người dân mong rằng cam kết này sẽ được thực hiện để chuyến hành trình bớt đi những nỗi lo. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này để thông tin đến quý khán giả. Riêng bà con có những khó khăn, bức xúc chính đáng cần phản ánh, hãy gọi đến đường dây nóng của VTV Cần Thơ qua số máy 0901 282 282. Hoặc là bà con cũng có thể gửi thư đến địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi trong thời gian sớm nhất.